Xin chào tất cả các bạn, Ai Cập được biết đến là nơi có những di tích lịch sử như Kim Tự Tháp, Tượng Nhân Sư và không hề thiếu đó là những ngôi mộ chứa xác ướp hàng ngàn năm tuổi. Trong đó, lanh chính là loại vải được quấn quanh để bảo quản những thi thể ấy. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số tính chất của lanh. Ướp xác đã có từ rất lâu đời, từ khoảng 7.500 năm trước công nguyên. Bộ tộc người Chichorro ở Nam Mỹ đã bắt đầu thực hiện quá trình ướp xác của người đã khuất và họ đã ướp xác bằng đất sét và tro. Tiếp theo đó là thời Ai Cập cổ đại từ năm 3.500 đến năm 30 trước công nguyên. Có thể nói nổi tiếng nhất chính là lăng mộ của vua Pharaoh Tutankhamun được phát hiện vào năm 1922 khi mà có những lời đồn xoay quanh ngôi mộ này là có một lời nguyền chết chóc đến với những người đã tham gia khai quật ngôi mộ của vị vua Pharaoh. Người thì bị ngộ độc máu do mũi chích mà mất, người thì bị suy hô hấp, người thì bị chết cháy và một người đã treo cổ tự tử vì sợ lời nguyền sẽ tìm đến mình. Vậy thì quá trình ướp xác của người Ai Cập như thế nào mà lại có thể giữ cho thi thể gần như là nguyên vẹn đến hàng ngàn năm như vậy? Đầu tiên họ sẽ đưa thi thể đến nơi thanh lọc và tại đây họ sẽ sử dụng nước sông Nin và rượu để cọ rửa. Sau đó họ sẽ bắt đầu lấy nội tạng bằng cách rạch một vết nhỏ ở bên sườn trái. Tim sẽ được để lại vì người Ai Cập tin rằng tim là một hiện thân của trí tuệ và người chết sẽ không thể thiếu nó khi đi qua thế giới bên kia. Não cũng sẽ được lấy ra bằng cách đục một khoan nhỏ ở mũi và được làm sạch bởi một cái móc đặc biệt. Nội tạng sau khi được lấy ra sẽ được đựng trong 4 chiếc bình có đầu người, chim ưng, khỉ và chó rừng. Sau khi lấy nội tạng xong, họ sẽ bắt đầu ủ thi thể bằng núi Na Trong nhằm hút ẩm giữ nguyên hình dạng thi thể. Sau 40 ngày ướp, họ sẽ rửa thi thể qua nước sông Nin và bôi dầu thơm lên thi thể. Thi thể khi này sẽ được quấn bằng lanh từ đầu cho đến chân. Họ sẽ bắt đầu nghi lễ tôn giáo của mình và đặt vào cổ quan tài hình người. Xác ướp cũng được đeo một cái mặt nạ được đúc giống như mặt người đã mất. Và lanh là loại vải được sử dụng lâu đời nhất thế giới. Các bạn nghĩ đến thời Ai Cập ướp xác thì cũng chỉ mới 5.000 năm trước công nguyên. Vừa rồi mình có làm video về sơ bông có miếng vải cách đây khoảng 6.200 năm trước công nguyên rồi mà. Vậy thì sơ lanh đâu phải là sơ lâu đời nhất phải là cốt tông chứ. Các nhà khoa học đã tìm thấy một mảnh vải lanh trong một cái hang và họ ước tính mảnh vải lanh đó cách đây 36.000 năm trước công nguyên. Sơ lanh là một trong những sơ li be. Sơ li be có nghĩa là sơ lấy từ thân, vỏ và lá. Cây lanh có nguồn gốc từ Địa Trung Hải và vùng đất châu Âu. Chúng ta có lanh Ireland, lanh Scotland, lanh Pháp, lanh Đức, Úc và lanh Anh. Đặc biệt là lanh bỉ được biết đến là loại lanh mạnh nhất thế giới. Dành cho những bạn nào chưa biết, lanh bỉ nổi tiếng với thế giới là cho sơ mảnh, dài và bền. Pháp đứng đầu thế giới về việc sản xuất và cung cấp sơ lanh. Thuật ngữ gọi sơ lanh, flax, là cây lanh, còn được dùng để chỉ các sản phẩm trực tiếp từ lanh thô, chưa qua nhiều công đoạn gia công chế biến, còn khá thô, chủ yếu dùng trong công nghiệp. Linen là sơ lanh và được dùng cho sản phẩm đã qua nhiều công đoạn chế biến. Vải lanh nhẹ và thường được dùng cho sản phẩm gia dụng, quần áo, màn và nhiều thứ khác. Đây là hình ảnh sơ lanh dưới kính hiển vi. Như các bạn có thể thấy, sơ lanh khá là thẳng, trong suốt hoặc là có sọc. Những cái chấm màu đen chính là bong bóng các bạn không cần phải để ý. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mặt cắt ngang của sơ lanh. Mặt cắt ngang của sơ lanh là hình đa giác, thành khá là dày, rãnh thì hẹp. Hai đầu sẽ bóp lại và khép kín. Các bạn có thể thấy các chấm xanh ở đây chính là bó sơ lanh. Ở trong là một lớp gỗ và phần bít chính là lõi của sơ lanh. Lanh thì có khoảng 70% là cellulo. Màu của sơ lanh các bạn có thể thấy là từ hơi vàng cho đến xám. Sơ lanh có khả năng hút ẩm tốt, cho nên là khi mặc quần áo của sơ lanh sẽ đem lại cảm giác thông thoáng, mát lạnh. Lanh không giãn nhiều, độ giãn đứt khoảng 1,8 cho đến 2%, độ giãn đứt khi ướt là 2,2%. Độ bền kéo của lanh lớn hơn bông. Ngoài ra, lanh còn dễ nhăn hơn cốt tông. Tác động với axit, lanh sẽ bị phá hủy nếu như tác dụng với axit trầm đặc và axit nóng loãng. Tác dụng với kiềm, lanh không bị ảnh hưởng bởi kiềm. Tác dụng với vi sinh vật, lanh không bị côn trùng hay bọ nhảy tấn công nhưng sẽ bị nấm mốc và vi khuẩn tấn công. Tác động với nhiệt độ, lanh sẽ ngã vàng tại 120 độ C. Tiếp theo là ứng dụng, lanh được dùng để kéo sợi trong dệt vải may mặc do có khả năng hút thải ẩm tốt. Vải lanh thường được dùng cho hàng mặc lót, mặc hè. Ngoài ra, lanh còn được dùng để làm khăn trải bàn, vải trang trí, ga bọc giường, khăn làm bếp, khăn tay, quần áo công lê, áo sơ mi, làm chỉ khâu giày, ống cứu hỏa và các loại dây. Khi chúng ta đốt một mảnh vải sơ lanh, chúng ta sẽ thấy rằng lửa vàng và cháy chậm hơn cốt tông. Mùi sẽ giống như là giấy cháy và sau khi đốt xong, tro sẽ xám và mịn. Và đó là những kiến thức mình đã tổng hợp được về lanh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.